Vâng, hôm nay rất là nóng luôn các bạn. Hôm nay rất là hot với sản phẩm mới, hôm nay đang tiếp tục về hàng. Thì cách đây một tháng thì mình đã về được 50 bàn và hôm nay tiếp tục về được thêm 50 bàn mixer nữa để phục vụ các bác anh em. Tại sao đối dòng bàn này lại trôi nhanh cũng như bán số lượng nhiều vậy? Thì đây là mẫu bàn mixer có cho tiếng effect ấy. Nó rất là hay. Những cái bàn thị trường, những dòng như của em đang bán full các hãng nhá, từ những dòng Dynacorp 1000 hay những dòng là mixer của DB, nhưng em rất mong muốn các bác sử dụng cho mình một cái bàn mixer của Adni MX16 Pro V2 đã phiên bản đời cao nhất 2024 phục vụ các bác anh em với 200 chế độ effect, tiếng cực kỳ mượt. Và điều quan trọng đây là dòng nguồn liền nhá. Nguồn liền nó sẽ cơ động, đó là các bác không lo vấn đề về điện. Cái thứ hai nữa là nó cơ động và gọn hơn. Cái thứ ba nữa là cái dòng này được nâng cấp phần effect, tiếng rất là mượt các bác nhá. Số lượng về rất là nhiều để phục vụ anh em. Thì bên như thì nói đến kênh Hiếu Mi Audio thì bên em cả đổ buôn, đổ lẻ, đổ sỉ với tất cả các mặt hàng, từ sản phẩm hàng bãi từ đến sản phẩm hàng mới. Như đây là từ vần súp nhà em về đây đã quay đâu, 36 quả súp Lavoisier đẹp tuyển, cũng chưa quay đến toàn thể anh em này. Xếp trồng ngỗng từ hôm trước về hàng nhưng em chưa quay, chưa có thời gian quay các bạn. Thì em hôm nay em về mixer em quay trước để phục vụ các bác anh em chơi đam mê. Thì cái đây có một tháng thôi em nhập về 50 bàn rồi, thì hiện tại những bác nào mua tầm 2-3 bàn trở lên là em để giá thợ rồi nhá các bác nhá. Còn những bác nào mua lẻ thì giá rất là tốt luôn, giá gần như giá thợ luôn. Đấy, bên em thì bán tất cả những sản phẩm giá cực kỳ hợp lý cho anh em chơi. Thì đối với sản phẩm bàn mixer, đây là sản phẩm hàng chính hãng nhập khẩu nguyên đai nguyên chiếc về các bác nhá. Thì đợt này em nhập về 100 chiếc về thì hãng mới vừa gửi cho em là 50 bàn về trước này, D50 này. Đấy. Với dòng này thì cái tiếng fake nó mượt lắm. Những bác nào dùng rồi cho em một comment bên dưới bình luận nhá. Thị trường thì cũng có một số đơn vị chuyên sự kiện ấy, họ cũng đang bán những mã bàn này và nó cũng giống bên Hiếu Minh thôi. Nhưng cái bản bên Hiếu Minh ấy là bản mới nhất 2024. Cái tiếng fake nó mượt hơn nữa một chút nữa của hãng Adli này. Ngoài thì rất là cơ động và cái này giá thành nó hợp lý cho các anh em chơi, được bảo hành 2 năm các bác nhá. Rạch tranh một bàn nào, nhanh lên. Lấy luôn con nguyên đai này để chồng lên nhau. Rạch lên đây. Người thật việc thật chạy quay tại kho Hiếu Minh. Thì nói đến các sản phẩm bên Hiếu Minh thì bên em tuần nhập về số lượng rất là lớn, từ những sản phẩm hàng mới đến sản phẩm bãi thì toàn lô to. Và mới vậy nhập về số lượng lớn khủng về phục anh em. Và để được như thế thì bên em cũng đã áp dụng cái mức giá rất là tốt cho những bác nào có nhu cầu làm đại lý. Anh em nào mua sỉ thì có giá sỉ, giá tốt. Anh em mua lẻ thì cũng giá rất là tốt, để liên hệ với anh em nhé. Thì hiện tại bên em đang áp dụng cái chương trình bán lẻ cái chiếc bàn này với với duy nhất 3 ngày đầu tiên những bác nào đặt hàng. Thì hiện tại đang bình thường em đang bán mức giá là 8.500.000 đồng, hay thị trường đang bán mức giá 8.200.000. Thì em hôm nay giảm giá cho anh em 7.500.000 đồng các bác sử cho mình bàn này rồi. Chỉ có 7.500.000 đồng thôi các bác sử cho mình bàn này, hỗ trợ bao ship tặng kèm cặp dây nhá. Mức giá hợp cực kỳ lý, chỉ áp dụng trong vòng vài ngày thôi, 5 ngày đầu em về hàng đây. Còn những anh em thợ thuyền mà mua tầm 3 con trở lên thì có giá thợ cho anh em giá tốt luôn nhá. Đừng ngây theo rách của anh bây giờ. Cái dòng này là thứ nhất hàng nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện. Cái thứ hai nó thiết kế 2 lớp thùng các bác nhá, 2 lớp thùng. Đấy. Cái dòng tích hợp đến 200 chế độ effect số, nhà sử dụng là chip 48 bit. Đấy. Bản mixer của Adli. Đi kèm là một dây nguồn nhá. Các bạn, trước đây thì một số cái mã như dòng của Electro House ấy thì nó cái tính fake nó không mượt bằng dòng này. Và thứ hai nữa là nó nguồn rời, thì dòng này thiết kế nguồn liền cực cơ động. Mở ra đi ơ. Mấy thanh niên này mới làm các bạn, nên là làm hơi chậm. Đây. Đặt lên bàn bỏ ra. Bỏ túi ra nhá. Dòng này các bác đi sự kiện thì tuyệt vời luôn, cái tiếng echo. Cái tiếng fake trên bàn này thì tiếng rất là mượt luôn. Cái này đã là trực chiến và thực tế đã bán ra hàng bao trăm bàn rồi. Bán ra đến thời điểm này cả một số đơn vị khác bán giống em thì một đơn vị sự kiện cũng bán giống bên Hiếu Minh. Tại vì sao em nhập nhiều bàn này? Vì bên em đang mở cái sự kiện, bác biết các bác sự kiện bác anh em biết rồi. Nên là những bác nào sự kiện đến nâng cấp, em nâng cấp cho anh em luôn. Và đối dòng bàn này thì nó tích hợp đến sử dụng chip, nó chip nội kép là 24 bit nữa. Nội kép bác nhá. Đấy. Với 99 chế độ effect riêng biệt. Đấy. 99 chế độ effect. Hàng mới tinh luôn, được bảo hành 2 năm. Dòng này thì cơ động, cái đặc điểm là thứ nhất là tiếng fake nó hay. Cái thứ hai nữa là dễ sử dụng. Những bác nào kiểu những bác nào mới vào nghề thôi thì dòng này thì bên Hiếu Minh chỉ hướng dẫn một lần thôi, có clip hướng dẫn riêng rồi. Anh em dễ sử dụng. Đấy. Cơ động. Và sản phẩm chính hãng. Đấy. Xoay anh phần sau ấy. Phần sau ấy. Thiết kế tông rất là đẹp luôn. Đây nguyên tem bác nhá. Đây vừa cập bến luôn này bác này. Tháng 3 2024 nhá anh em nhá. Vừa cập bến luôn.
hàng về nóng hổi luôn. Vì hôm trước là các bác đặt hàng này em hết hàng rồi, hôm nay tiếp tục về hàng cho các anh em chơi. Trong ngày tiếp theo nó sẽ có gồm tem bên hông kia và tem bên hông này của nhà hãng này. Thiết kế form rất là đẹp luôn. Với thiết kế của nó là 2, 4, 6, 8, 10, 12 line cũng nhá, 12 line tín hiệu. Nói chung đánh giá khách quan là bên em đang bán cũng rất nhiều nhà bán các dòng bàn của các hãng được chia sẻ. Nhưng mà đối với dòng bàn này thì cái tiếng của nó sẽ hơn hẳn, trong tầm tiền tiếng hay hơn hẳn so với những dòng bàn của hãng kia. Thì còn có bác nào thì thích hãng nào em có cả để bán full hãng, nhưng mà cái tại sao em là đơn vị chuyên sự kiện nên em rất muốn là cái sản phẩm nó chất lượng hơn. Đấy, nên là riêng cái bàn của dòng Adli này là thật sự luôn, cái tiếng nó rất là hay. Nhất là những bác nào đã dùng rồi cho em một comment bình luận bên dưới. Trong tầm tiền rất tuyệt vời, tiếng echo, tiếng effect và dễ dàng sử dụng. Đấy. Vì ở đây nó sẽ lưu sẵn các chế độ bên trong của bác chỉ chuyển đổi thôi, và một số cái hướng dẫn cơ bản thì mình hướng dẫn các bác thôi. Đấy, hôm nay số lượng thông báo hàng về cũng là số lượng khủng để phục vụ anh em chuyên sự kiện. Những bác nào nhập số lượng, những bác nào nhập một chiếc lẻ cũng giá tốt cho anh em chơi và đam mê. Anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Miro nhá. Thì hôm nay một cái clip em thông báo hàng về quay trực tiếp tại kho của Miro. Anh em có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ em. Và xin chào tạm biệt ạ.